Vậy nhá, anh vào trong cái phần UC của anh ở đây như này nhá. Sau đó dòng đầu tiên ấy là anh nhập cho em chữ Việt Nam, bấm chữ V này. Chọn Việt Nam. Được chưa? Dòng thứ hai anh đánh cho em là cam công nghệ a@gmail.com, đọc đọc lại nhá. Cam công nghệ này, a còng này, gmail.com này. Mật khẩu ở đây anh đánh là công nghệ 24. Công nghệ 24 nha, anh bấm anh tích vào trong cái dấu tích này này. Rồi, sau đó thì anh bấm đăng nhập. Rồi, vừa nãy em có nhắn cho anh một cái số series của con cam đấy ấy, là 71510021. Anh bấm dấu cộng này. Anh bấm vào thêm ở đây này. Trên này trên trên chỗ phần ID ở đây nhá. Anh nhập cho em chữ 71510021. Rồi, ở đây anh đặt thêm thiết bị cho nó là K1 chẳng hạn thế. Phòng khách, phòng bếp gì thì tùy anh. Đây đánh 123, mật khẩu 123. Đấy, anh cứ nhập y như này, bấm lưu lại. Đấy, khi nó lưu lại nó sẽ ra hình ảnh như này này. Anh bấm thẳng vào hình ảnh, anh có thể xem được con camera ngay lập tức. Đấy, xem được con camera này. Anh bấm vào đây, anh giữ này, anh nói này, nó sẽ phát ra tiếng này. Đấy, nôm na thế.